Hello, xin chào mấy bạn nha. Mình lại qua nhà anh Tý bú phim bở đít nâng bi ổng đây. Rồi ổng mới về ra kìa. Rồi giờ mình phải chào vậy để cho vừa lòng với mấy thằng ông nội kia, chứ mà chào bình thường mấy thằng ông nội đó sân si quá, chịu không nổi. Anh Tý, hôm nay là kỷ niệm, chắc là cái clip thứ 100 mình với anh Tý quay nha. Hôm bữa có nhiều bạn không, mình với anh Tý mới để ý á, ghê thiệt. Lần này là clip thứ 100, mình với anh Tý sẽ làm một cái gì đó đặc biệt. Hôm nay mình với anh Tý sẽ review một chiếc cũng khá là bén. Bén hả? Thường thôi. Chiếc gì? Đây. Ai? Cuối cùng thì cái con cuối cùng trong cái kho này cũng xuất hiện nha. Là chiếc gì anh Tý nói đi. Maserati. Hả? Maserati. Maserati. Yes. Rồi, chiếc cuối cùng trong kho này nha. Chiếc cuối cùng trong kho này. Bén quá. Trong kho này như review hết rồi ha. Hết rồi. Kìa, có đôi giày Sơn Phan tặng kìa, giờ để cho anh kia cho nó hợp luôn kìa, thấy không? Ghê. Sơn Phan ghê lắm. Rồi thôi, Lamborghini này đi. Chích cha con thức không vậy? Giờ phải đẩy ra nữa hả? Nó thức rồi. Ok. Nó chưa ngủ chứ không phải là thức. Hôm nay trời cũng hên lắm bạn, nó không có nắng, nó đang làm mưa mây đen á, nhưng mà nó không có mưa luôn. Quá đẹp luôn. Trời ở ngoài cũng 90 mấy độ nha. Có nhiều bạn Việt Nam ngộ lắm, bên đây người ta xài đậu ép thôi, mà cái nói chỗ nào mà 100 độ sâu sống vừa phải. Trời ơi, 100 độ ép là khoảng chừng 38 độ C, 37 độ C gì đó, chứ không phải độ C nha. Độ C là giống như nước sôi mẹ sâu sống. Rồi để anh ve ra rồi bắt đầu đem chiếc nó xuống. Chiếc này viết rồi cũng chán rồi bạn ha, coi hoài. Kéo ra đi Sơn ơi. Ủa không đè hả? Ra ngoài đè. Ok. Má mạnh như lực sĩ luôn. Ghê thiệt, một tay luôn á nha. Em nghe nó nức nức nức, nó kêu gì trong cái spoiler đó. Có mày kéo đó. Ừ, đôi già mày còn nằm trên top luôn kìa, ghê chưa. Trời ơi, ngưng, đạp thắng. Kìa, thấy không, ở đâu ngủ đâu, nhìn nó kìa, đó. Ai cười. Ồ, đôi dài bén quá, đôi dài này matching quá. Ghê thiệt. Đừng nói thì hồi đó anh có bị cái style này để bỏ lên đôi giày, để bỏ lên xe nha, ghê thiệt. Chứ gì nữa, bữa anh nhìn thấy của em gì? Lúc đó anh thấy nên copy cái style của em đó. Thật nghiệp không? Lúc nào cũng vậy. Chú Sơn qua đúng giờ quá, em đang chuẩn bị ngủ. Để anh tí đem chiếc này ra kho anh tí cất luôn. Swift Fighter hả? Tại vì Sơn đi để đây hả? Để nghe nó chật quá. Kho còn chỗ không? Nhiều. Xe hơi thì không còn, với xe Honda nhiều lắm. Tập này tập thứ 100 nha, mình với anh Tý sẽ nói về một chút chính trị, nhưng mà thật mà chính trị đợt này là mình nói bên Mỹ thôi nha. Cho nên bạn coi, bạn Việt Nam đừng sợ, mình không có nói gì đụng chạm tới Việt Nam đó. Mình với anh Tý sẽ nói về chính trị của Mỹ chút xíu, nhưng mà tập này là anh Tý sẽ nói trải lòng hết. ghê không? Không cần đề, ghê à, không cần đề, chạy vô tới đơn luôn rồi. Có mấy bạn hay hỏi anh Tý với xe anh Tý tự nhiên sao mà ngừng lại cái đề cái nổ liền đây. Đây nè, xe nào cũng vậy. Quá chui vô đây sợ quá man. Hôm bữa Tý bị dập cái đầu nè. Bị đụng đầu 2-3 lần. Cái này nè. Này nó nhiều lắm rồi. Nó nhiều, nhưng mấy người kêu sao xe đậu lâu rồi đề cái nổ liền, là tại vì anh Tý có ghim mấy này, anh Tý nuôi mấy cái bình mà. Cái battery tender nha các bạn. Battery tender. Các bạn lên mạng kiếm thì cứ bấm giống như bạn không chạy á, bạn cắm vô cục pin để cho nó giữ cái pin thôi, chứ nó giữ điện thôi chứ không gì hết. Nó giữ, nó sạc cái bình đầy thôi, vậy thôi. Cần đẩy vô phụ không? Không. Cái đầu. Khổ thiệt, khổ. Rồi, quá đẹp luôn, dồn vô hết. Quá dữ luôn. Chưa hết chơi xe mà khổ nhỏng. Ta mua, ta đậu gara, ta xây một cái bự đậu hết luôn, 3-4 chiếc trong đó. Không có cho.
ý em nói gì đó, chứ ý là chỗ này nó không cho mình khổ quá. Nó cho vậy là quá đáng rồi đó. Quá đáng. Có nhà nào mà được xây một lúc mà mấy gara như tí đâu, thấy không? Đó, Lambo nè. Rác cũng pháo đó. Đây đây, đây coi lại cái vết đây còn. Đây. Nè các bạn, cái vết bữa đốt pháo nè. Cháy đâu mà ta? Ồ, tí chùi hết ra rồi. Đâu có cháy đâu. Nó chỉ bị lấm lem thôi. Trời ơi, xác pháo còn luôn kìa. Ôi ôi. Giờ anh tí phải chạy chiếc này xuống dưới kia đi, cho nó rộng. Hên quá hôm nay qua được bú phê mình tí nữa. Nào cũng được qua bú. Nào bú khác đi. Đôi dài mình trên xe không chạy luôn. Không thấy đôi dài xuống man. Để luôn, thương hiệu mà. Lát lấy keo hai mặt cái dán cho dính luôn, chạy qua đường luôn. Ờ, tí nghĩ dán cho cái đôi dài dính không có được á ha. Anh tí đang order bộ áo Juventus nữa nha các bạn. Ton xịt ton luôn á. Ronaldo còn chơi Juventus không? Còn. Anh tí đợi Ronaldo đi, anh tí qua đó. Đúng rồi, một nước không thể có hai vua đúng không? Hai vua được, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị đưa em nó xuống đây. Đích xanh, đích vàng, đích đỏ, đủ thứ đích hết. Đưa xuống. Ghê thiệt. Chiếc này bô cũng đẹp quá nha các bạn, bô hai bên luôn. Bánh xẹp lép hết. Bây giờ bơm thôi. Đâu chạy được anh tí, phải đứng đây bơm luôn hả? Đứng đây bơm nha, chạy nó bị hư á. Chiếc này Maserati gì? Tsunami gì đó. Tsunami hả? Ồ, em hỏi anh tí chỉ cho. Tại không thấy sau lưng nó có gì á. Ồ, carbon fiber luôn nha. Cái nắp capo, cái nắp trưng. Cái này là làm thêm hay là nó có sẵn vậy anh tí? Carbon fiber này nè. Cái đó anh tí dán á. Ồ, dán hả? Cái đó của Hồng Như nó dán nha anh tí á. Nè. Qua nó ráp nó dán á. Đó. Đục mà ồn vậy ai cũng được á. Và các bạn thấy không, mỗi lần review xe nó cực vậy đó, cho nên giờ mình với tí cũng làm biến lắm, thiệt luôn á. Với lại trời nắng cả trăm độ nữa, trời là trời. Mày đây là cái này là vì fan lắm luôn á nha. Thương lắm luôn á, thiệt á. Chứ giờ này là giờ ngủ của ổng á. Xe để lâu quá, bây giờ phải bơm bánh xe cho nó nữa. Lần nào mà review chiếc nào là anh Tý đều phải bơm bánh xe hết á. Tại anh Tý xài bánh đổ á, nó không có. Cái bánh đổ nó mau xẹp hơn bánh thường hả? Nó ba miếng, nó dán lại với nhau á, cái bánh này nó ba miếng. Nên nó bị dễ bị xì lắm. Mà chỉ có hiệu ADV á thì không có bị thôi. Chiếc này hai cửa mà mấy chỗ anh tí? Bốn chỗ luôn. Ờ, giống chiếc Supra bữa. Thôi để rác ra ngoài mình quay với bạn coi nha. Giờ bên trong đây nó ồn quá. Để ông bơm bánh xe xong quay tiếp. Rồi cuối cùng cũng bơm bánh xe xong rồi nha. Cái này đẹp quá ta. Cái này anh tí nối cái này vô nè, sao thấy không? Đó, anh tí không có cần phải nuôi cái bình đó. Anh tí tháo ra luôn, đó.
Ồ, là bắt đầu mình cắm mấy cái dây điện của cái bartender vô thôi. Không, anh Tý không cần cắm luôn. Cái này nữa. Đó, là cái bình đó, vậy thôi á. Ồ, giống mấy cái xe cắt cỏ, nó kêu mình không chạy, mình tháo vô. Tháo cái bình ra luôn, ờ, đó. Ồ, vậy sao mấy chiếc kia không làm vậy, đỡ tốn tiền mua bartender. Nhưng mà bartender nó tốt, còn cái này làm thì nó reset lại cái xe. Ồ. Ừ. Ok, chuẩn bị về em ra nha. Lên xe về Bến Tre. Cứ cái câu đó đọc vần mà mấy bạn ở Bến Tre cứ kêu anh Tý, em bảo cả ba trung lương em đợi em hoài không thấy anh chơi kỳ quá. Thôi vậy đổi câu khác đi. Câu đó học của Minh Sĩ Mùi á, lên xe về Bến Tre. Vậy mốt lên xe về đi chỗ khác đi. Ờ. Tiếng bồ cũng baby quá. Bén bén, ấm ấm, tiếng bồ ấm. Ồ, ở trên này carbon fiber luôn nè. Ngầu quá. Cái xe này cái máy nó máy Ferrari nha. Ferrari hả? Ồ. Nhạc nhạc vô cái không? Hay là chờ chút xíu? Chờ chút, cái máy nó chưa đều, không sao. Bánh này bánh gì anh? 22 inch. Đâu phải của ADV gì hả? Không. Bánh này có chữ F nữa nè, F Sơn Phan nè. Đúng rồi đó. Đâu rồi, ở bên trong nó dơ. Cái gì? Cái mùi kì vậy? Cái mùi như mùi máy lạnh nó thúi á. Trời ơi. Nó thúi hơn mấy con Crawfish bữa nữa. Man. Vậy có con nào chết trong đó mà coi cho cái máy coi. Nó chuột chết chỗ không? Nó chưa mới nổ, nó chưa lâu quá không nổ máy á. Chưa đều cái máy luôn á, ghê không? Man. Cái máy nó rung rồi. Nhờ cái máy lạnh vậy, hàng chi cái máy lạnh chiếc Volvo cũng vậy á. Đây cái máy nha. Cái này có twin turbo hay gì không anh Tý? Cái này của không, hình như không có. Vậy là bộ máy của Ferrari đó. Ferrari á, ồ. Chiếc này là mô đồ gì? Đây nè, Grand Tsunami gì đó. Đây nè. Grand Turismo, Imo. Gran Turismo Sport. Man, cái mô đồ này khó đọc quá. Đợi nhiêu tí ơi. 2010 mấy hay sao á. Bén quá, chụp tấm hình đi để em để lên hình nền. Phải đẩy lại mới chụp chứ phải không? Để gì cũng đẹp nè, để gì cũng ngầu vậy. Man, cái xe lâu ngày không mở máy lạnh á bạn. Trời ơi, đi ngang cái muốn xỉu luôn. Sao nó vẫn nó thổi mùi pháo ta? Nó thử thúi hả? Ờ, chắc là bữa pháo bắn vô nó dính trọng hay gì á. Thổi mùi pháo ta? Sơn? Hả? Cái này cái gì? Đừng nói pháo nó vô hả kỳ vậy? Ồ, nó văng lên tới đó luôn. Em nhớ hôm bữa con trái nó văng vô cái chiếc Lamborghini á. Nó văng vô gara anh luôn á. Mà cái này đậu trên cao sao văng lên được ta? Mè ghê thiệt. Pháo ghê quá, anh Tý bậy quá, thiệt ẩu. Em khoái cái logo này quá, giống như cái ba chĩa của mấy ông mà ở dưới nước á. Ông gì á, ông già Neptune hả? Thôi đi sâu cho nó thơm thơm mùi pháo thật kỹ ta. Coi nè, có trái pháo đậu lọt chổng vậy. Đừng nó lát nẹt bô nó cái đụng. Rồi lên xe về Bến Tre chưa? Hay xíu nữa. Lên đi. Lên hả? À, ok. Đó, mình quay bên ngoài nãy giờ cũng 3 vòng rồi nha các bạn. Máy này cũng nhỏ nhắn. Che hết trơn. Bánh 22. Bánh này tùy fit á. Sao có chữ F Sơn Phan kìa? Cái F là cái name nó là Porchito gì đó. Đây nè.
đó, một chi tô này ép sơn phan hả? Ồ, ép sơn phan đi. Rồi nắng lên rồi, thôi lên xe đi, lên xe về Bến Tre đi. Rồi không, lên xe về Bến Nghé đi cho gần. Bến Tre xa quá. Rồi xong, đập mạnh xuống. Lâu ngày quá không biết xài và mở, không biết đóng lại luôn. Đéo được luôn, kỹ ta. Không được luôn, chết mẹ. Được rồi. Nãy giờ quên gì vậy? Giờ quên gài cái kia lại. Đó, bén. Ok, lên xe về Bến Nghé. Đúng rồi. Cho nó gần chút. Rồi, không biết mở cửa luôn. Ờ, mở rồi. Trên xuồng nha các bạn. Nó rung. Man, xe này lâu ngày em chạy nó rung như là ngồi trên phà trên xuồng vậy. Anh tí nghĩ nó bị chết mấy hai máy à. Ghê thiệt. Đây có hai chỗ ngồi sau lưng nữa. Bên trong xe nó đây. Chắc cần phải thu ấp lại. Đây có bàn phím điện thoại luôn nha. Đèn báo luôn. Lum. Đèn báo tè leo mày hết. Xe của anh Tý đèn báo là vui, mấy fan đừng có quan tâm chuyện nhỏ. Cho em chỗ tính sau. Clip hôm qua đi ăn với là thêm có chiếc Lambo hả? Chơi vô nói sao đèn Lambo báo lum anh không sửa anh. Bình thường cái đó thì anh Tý thay cái vô thì nó báo thôi. Bây giờ muốn anh Tý muốn anh Tý sửa là mắc lửa đó được không? Chọn nào. Nhưng mà không sửa để hoài đâu sao hả? Mình nó đã xuống rồi bấm gì nữa chả. Nó ồn quá sợ nghe nó chịu nghe. Không, không sao. Vâng, cái xe này giống như mình đang ngồi chứ máy rung hả bạn ơi. Nó bị, anh Tý nghĩ bị chết máy hay máy à. Không có đều quá. Nhưng khi chạy lại lắp đều sao? Lên ga không hay lên nổi luôn? Má bị chết máy hay máy à, ghê thiệt. Hay là thay buri thôi. Thương ấp lại, cần phải thương ấp lại. Má phở rì gì, máy phở rì gì kỹ ta. Mới 19.000 mai sao kỳ vậy? Liên bô ngồi. Đừng nói nằm giữa đường luôn nha, trời này nằm giữa đường chỉ có chết thôi. Mà ăn trăm độ ngoài được á. Nằm đường thì không nằm. Nóng quá, ủa sao tắt luôn rồi? Anh tin mở nhỏ lại. Sao nó lô à? Mày nó đủ quá, mở bự lên thì kêu ồn, mà mở nhỏ thì nóng quá. Đổ mồ hôi háng rồi đó. Cái báo à? Chết anh chạy lại, anh Tý nghĩ xong tiền rồi. Bên Việt Nam gọi đó là cá vàng. Đèn cá vàng ngộ à. Nhìn giống cá vàng à. Đây, con đường quen thuộc nè các bạn. Đường này đi hoài luôn á thiệt. Đi giết mà chán luôn á. Ok, hôm nay là cái clip này là clip thứ 100 nha. Video 100 trong channel của mình với anh Tý. Thì mình với Tý cũng cảm ơn fan đã theo dõi mình với Tý mấy năm nay. Để lên được 100 clip đâu phải dễ đâu. Với lại lên cũng được 200 mấy ngàn người fan chân chính không. Trong đó cũng có số ít là ghét Sơn Phan, kệ mẹ đi. Thích anh Tý là được, đúng không? Rồi sẵn đây tháng 11 này. Sẵn đây mình với Tý cũng nói một chút về chính trị nhưng mà không có nói xấu ai hết. Giống như bây giờ tháng 11 này là bầu cử ở bên nước Mỹ nha. Thì anh Tý cũng có vài lời muốn nói với những người Việt Kiều, những bạn đang ở Mỹ mà có thể sanh, có quốc tịch gì mà có thể đi bầu được đó. Thì Tý nói đi anh Tý. Thì bầu cho Donald Trump thôi. Anh Tý là người thích Trump hả? Trump, để Trump lên, Trump mới diệt được Trung Quốc. Biết sao mà bên kia anh Tý nghĩ bên đảng dân chủ, anh Tý kêu là đảng dân chủ không à. Obama đó, ngày xưa là ăn hối lộ của Trung Quốc hết rồi đó, bị Trung Quốc nó nhét ăn hối lộ hết rồi. Bây giờ Trump làm tổng thống, có tiền lên làm tổng thống không cần lãnh lương, đánh lại. Bây giờ bên cái dân chủ đó, nó sợ ông Trump đã đắc cử nữa là sẽ tống mang nó đi tù hết, ông sẽ điều tra mà mấy cái thằng mà ăn hối lộ đồ vô hết. Hèn chi đảng dân chủ sợ Biden là con Biden là tí nghĩ có hối lộ hết ở trọng.
Mà ở Mỹ sướng hơn cái là mình tự do dân chủ, tự do nói, ai có cái freedom of speech đó là được quyền nói, muốn nói sao nói. Nói bậy bạ cũng không sao á, được. Cái này đâu nói bậy, cái này mình có hai đảng thì mình muốn nói đảng nào mình nói thôi. Nhưng mà những bạn mà yêu quý dân chủ hay gì mà muốn vô cắn xé gì thì cứ việc vô nha. Mình với anh Tý thì vẫn ủng hộ Trump, ok? Trump là cộng hòa, còn dân chủ là dân chủ á. Tại vì ở đây ông cảm thấy ông Trump ông rất là good luôn á. Từ lúc ông lên kinh tế này nọ, rồi lúc mà bị dịch cũng cho tiền dân này nọ nhiều thứ lắm. Ông là ông nói là ông sẽ chơi Trung Quốc là ông chơi mà, cho nên giờ ráng mấy bạn ở Mỹ mà có yêu thích Trump ráng đi bầu cử nha. Bầu cử cho Trump đi để Trump được thêm 4 năm nữa là mấy China chết mẹ nó luôn á. Mấy China chết mà mấy thằng bên đảng dân chủ cũng chết luôn. Ông sẽ bắt đi tù hết. Đưa đi tù mấy thằng hối lộ, mấy thằng hối liếc gì là đi tù hết. Bin Laden đồ gì là anh Tý nghĩ có hết. Bin Laden đồ á, không phải Bin Laden. Obama đồ gì là xong phim hết luôn, thiệt. Nên bây giờ á, tại biết sao mấy đại Mỹ đen nó quậy không, là tại vì bên mấy cái tiểu bang mà đảng dân chủ á, nó không cho lính ra để ngăn lại những cái cuộc biểu tình đó, nó cố ý thả luôn đó. Chứ đời cỡ như Ohio đâu có cửa đúng không? Đúng rồi. Mình là ủng hộ Trump nhiều lắm. Mấy cái thành phố tiểu bang bên phía đông tụi mình là Trump hết. Hãy Trump hết, Trump là the best. Thì bây giờ mình với Tý nói sơ chính trị vậy thôi, chứ không phải là nói xấu chính quyền Việt Nam hay gì nha. Cho nên mấy bạn phải nghe cho kỹ, coi phải đừng có tua, ok? Các bạn tua tới tua lui rồi các bạn bắt đầu vô nói này nói nọ, coi hết đi rồi mới hiểu. Này là không nói xấu à, chỉ là kêu gọi ai mà thương Trump như mình với Tý thì cứ ủng hộ, vote cho ông một phiếu, ok? Cái đó là cái quyền lợi của tụi mình luôn á. Tại vì nếu mà ăn chín ăn hối lộ này nọ rồi là thế nào là cái đất nước này cũng sẽ đi xuống, cũng giống như Trung Quốc luôn, là dân nó sẽ khổ vậy thôi. Nãy giờ chạy vẫn chưa thấy cái gì luôn, mà cái xe nó rung còn hơn là cái gì nữa. Xe này Tý nghĩ bị ủa sao quẹo quẹo phải đây vậy, thôi quẹo đi đường chậm chứ đi đường nhanh ủa đi không nổi, chạy 50-60 mà kỳ quá ta. Anh Tý đem điêu lên Maserati đâu mà chạy 50-60 cũng chạy không nổi, đau lâu rồi xong luôn bạn. Hôm nay tập 100 mà lấy chiếc xe bén rồi, bén ghê luôn. Cái xe nào mà review tập 100 buồn man. Thôi kệ, nhưng mà 100 clip rồi thì cũng phải có clip về để anh Tý đem qua Jose luôn đi ha. Đem Jose luôn à? Đem Jose cho Jose coi thế ha. Ok mấy bạn, hôm nay review xe thành luôn, lành clip đi sửa xe luôn. Chạy không được rồi các bạn ơi, mình anh Tý giờ phải đậu chỗ sửa xe luôn rồi. Một công, trời nó khét luôn kìa Tý ơi. Một công đôi chuyện luôn. Man, chạy qua được tới đây mừng thấy mẹ luôn. Xe này giờ tự nhiên chạy không được rồi, thôi chắc ông Tín gửi đây cho thợ sửa luôn. Let me talk to him. Em khỏi vô ha. Muốn vô vô. Thôi vô chị. Nè vô quay chiếc xe của nó này, nó không có chiếc nè. Chống hệt không? Ừ hệt. Chỗ này là cái chỗ mà cái ông mà bán chiếc Porsche ngày xưa cho anh Tý á, bạn nhớ không? Chiếc Porsche còn trắng. Cái này phải, cái này Aston Martin. Ủa nó phải. Ủa này Aston Martin Vantage. Ok. Ông chủ ra, ông chủ ra. Thì may fit nào? Đâu, ông chủ ra, ông chủ nhìn cái ông chủ biết hư gì hả? Midfire, ghê thiệt. Ghê thiệt, đúng là thợ máy. Bật cái chìa khóa lên là nó biết hư cái gì liền. Giống như mình làm neo một tí ha. Vô là biết làm. Làm neo có 10 ngón một cha. Đó, chiếc xe này nó tới hả? Mấy ngàn cái vấn đề lận. Thôi đi, mỗi nghề mỗi khác. Làm neo dễ hơn cái 10 ngón tay à, hiểu chưa? Sao dễ? Dạ. Ngón lip này nọ mà ông thấy là bị phân gợt liền. Mình phải check đồ coi có lifting nè. Móng lở, móng gì. Đâu vậy? Sửa liền luôn hả? Đâu nó coi thì bị cái gì thôi. Here boss. That's what happened, you were not in the car. But I don't run the battery. I unplug the battery, that's why.
Ủa, nó có mấy cái app nó biết bệnh gì hết mẹ rồi, đâu cần phải sửa. Cái này scan mà. Hay quá ha, giờ cái gì cũng có. Cái này thường cha ơi. Sao không biết? Mày lúa quá sao biết được. Anh biết không? Ransomware nha. Cho nó mua cái để nhà chết chúng nó đi. Bỏ mấy ngàn đô mua cái này để nhà chị. Thì đó giống như cái xe chết nè. Ủa có đó mấy ngàn cái app đó hả? Ủa. Ghê vậy. Ngàn mấy. Phải không? Nổ má chơi tao biết thì chửi nữa. Phán không. Phan bê tông nó vô nó chửi chết. Vui tự nó vui phan bê tông. I just drive from home to here. But before, whenever we start, with this, I saw something wrong. Anh Tý diễn tả vui. Nó tiếng Anh. Vậy cũng được. Bug is in your house? What'd you say? No mice? No. Ờ, không, chuột cắn không à. Đừng nói bị chuột cắn dây điện, không hỏi có chuột không á. Má này thúi quỳnh, không có không ta. Bây giờ nó thúi rình đó. Nó thúi như chuột chết đó, đúng rồi, nó thiệt có anh Tý. Là chuột là vô nhà anh Tý được. Ở gara chứ phải nhà đâu cha. Nhiều khi mấy cái thùng rác mà bữa from cái túi là nó bu vô. Chi nãy nghe mùi thúi kỳ lắm, chứ không phải là mùi máy lạnh đâu. Nói ổng coi, mình nghe mùi vậy coi ổng chết được nằm đâu. Ổng hỏi anh Tý nhà mày có chuột không, vì sợ chuột chui vô bộ máy nó cắn á. Bây giờ sau khi đi review xe thì bây giờ đi bộ review luôn. Ok, cuối cùng thì để xe lại luôn nha bạn. Mà hơn cái là xe mình sửa thằng đối diện luôn, thằng mà bữa ăn sụp riêng nè. Man, hai thằng này cạnh tranh nhau gần xịt gì luôn á ta. Hai thằng biết nhau anh Tý? Hai thằng ngày xưa là bạn của anh Tý hết mà giờ hai thằng không chơi với nhau nữa. Má mở business đối diện không vậy sao chơi được. Phải giống như thằng Jose nó mua cái máy của thằng Rahim. Mua máy của thằng Rahim về sửa bỏ lên cho khách. Nổ mẹ cái máy luôn. Mà thằng Rahim nó kêu tao bán cái máy thì bán thôi chứ tao có biết cái máy bị nổ đâu, sửa hay không là đó. Rồi hai cái lộn đưa nhau ra tò luôn. Vậy nữa. Đủ. Đúng là thành ra giờ hai không nói chuyện đó, nãy Sơn Phan mà nói tao để xe bên Rahim sửa thì anh Tý đỡ kịp cho thôi, là nó biết là cũng không vui á, xong sửa tao mà sửa nói tao hẹp kho thôi em biết mà. Em thấy gần quá business em không dám nói. Đó, sau khi review thì đây là cái đặc biệt có một cái là sửa xong á, review xong là đi bộ về luôn. Má ơi nó nắng. Xe Volvo của anh Tý cho mình nó bị hư cái pin gì đó. Bây giờ Mỹ này nó mới thay cái pin mới mà không biết có chạy được không. Hèn chi xe hư ổng mới cho mình. Má ghê thiệt. Bây giờ mình sửa thấy mẹ luôn. Nhớ cho tiền lại anh Tý nha. Thằng quá. Ủa sao thằng Mỹ chôn trắng... cái cỏ mà. Thằng trắng này nó mới bên kia giờ nó chạy. Thì nó đi nó chào hàng á. Ồ, tụi nó chết cái gì. Review thằng chôn kìa, chôn cái cỏ kìa, dân rồ á, thấy không? Thôi, bụi quá. Đây Hiêm bán mấy đó, xe nhập bên nhập về á, thấy không? Ờ, bữa mình có đó. Giới thiệu rồi. Ủa dạ, trời, có chiếc Honda ta lái bên phải kìa. Hôm qua có chiếc nào, à, tiếng này cũng ta lái bên phải đẹp nè. Ờ. Chiếc Honda nè. Rồi cuối cùng thì xe mình cũng đã xong xuôi hết mọi thứ. Hên quá, bỏ xe bên kia, lấy xe này về, sướng luôn. Sướng. Trời, nó mướn luôn tới đây luôn hả? Nó mướn gì bự đâu, vậy? Nó đậu xe, ổng cho nó đậu á. Ồ. Ừ. Ngày tháng 8 á, tháng 8 ngày 2 anh có kho số ở đây nè. Vậy nữa? Ồ. Được, đi tiếp. Nhưng mà chắc mấy lông gà lông vịt à. Ừ. Lông gà lông vịt. Cà. Đi đi cho vui. Ok, sau tập này là mình với anh Tý có thêm cái idea là đem hết dàn xe GDM của anh Tý ra để review một lần nha. Ừ. Đó, anh Tý là IDT cũng ngầu lắm á. Để Việt Nam cạnh, thích, Việt Nam thích JDM. Để anh Tý cạnh với chủ tịch JDM Minh Sĩ Bụi. Anh Tý sẽ cạnh tranh với Minh Sĩ Bụi. Không, rồi hiểm rồi bán anh Tý chứ đó, Camaro á, số tay luôn. Ở kia là chưa có bỏ vô bộ sưu tạp. Đâu, mãi giờ mát rồi nè, má bữa đó chạy không có AC, chịu không nổi. Ta lấy anh Sơn, chiếc này 200 mấy hả? 201 với lại hôm qua 101 là 302. Hôm qua 101 nó 2 tháng hả? Mình đem tháng tới tiền công đó hả? Ừ. Mà nó clear cái đèn luôn. Clear hết rồi mới thiên hả? Đâu, chiếc Mercedes kìa. Clear hết luôn. Chiếc này vô thơm quá hả? Thơm, ở trong vợ nè. Đó, xe này anh Tý cho mình nha bạn. Nè, nó có chiếc súp rà nè, đó. Tay lái của nó luôn. Không, của Karim á, đó.
mấy chiếc này về phải sửa lại với lại Âu Đô. Ồ, ba xe một tí kìa, đau lòng nó nằm im chỗ luôn rồi. Giờ đi review nó mới được đi sửa chứ không thôi là nó nằm im chỗ nữa rồi. À, lại chiếc kia nó giật giật chán quá vậy, chiếc này nó êm. Tối thương có đi không? Đi chứ. Vậy giờ kêu lái hai chiếc rồi, lái chiếc này, tí lái chiếc bên gia tiệm dưới nồi cho em không? Không được thôi. Cũng được, cũng được. Ừ. Tại Hương lái chiếc này được. Tại nhà anh tiệm Dũng nào gần em á. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy ba em lái về. Ồ, má sơ pha này tính ghê thiệt. Tính gì hợp lý luôn, nó tính hợp gì lý thì đó thì nó canh quá, nó canh ghê thiệt. Má ghê thiệt. Ồ, nhờ vậy mới có xe cho mình đi về đâu, nó đi bộ trùng hợp đến nỗi mà hư cái xe đồ á, mà lấy cái xe này đi về luôn, hay thiệt. Mà lần đầu tiên đi review xe xong để lại dealer luôn. Đó là chỗ sửa xe luôn. Đầu là đúng là tập 100 rất là đặc biệt. Đúng rồi, đặc biệt thiệt chứ. Má tự nhiên. Ê, 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 đủ không này. Đâu sao đâu, nó mình cả đấy chứ. Xin biết xe. Ô, giang hồ. Má, xe tải này thiệt tình. Xe tao cho mày. Ông mà tập này vui á, tự nhiên hôm cái hư xe, cái có xe. Hôm mà đỏ bánh nó cho bánh 26 luôn. Trời ơi, cái bánh nó cao dữ hả? Tập này ngầu thì tự nhiên hư xe xong rồi có xe lái về luôn. Anh Tý đi xe mà xe hư là anh Tý đưa cho bạn, anh Tý sửa cái chỗ ngoài nó sửa ngoài, chứ anh Tý không đợi đem cho dealer hết á. Đem dealer nó mắc. Nó mắc lắm, nó thay đồ ở bên Mỹ, nó thay đồ toàn nó thay đồ mới không, mà nó không có sửa lại, như nó không có tận dụng, nó không có sửa lại. Như nãy xe của Sơn mình Brahim nó lấy 100 đồng tiền công, chứ nếu mà đúng ra đã hả đem cho dealer chắc phải 300-400. Mà mình cũng đâu có chưa biết, nhưng mà Sơn nghĩ là sửa được rồi phải không? Mới lạnh rồi lên đó. Em thấy mát rồi nè rồi. Em thấy hết báo đèn ok. Anh Tý thấy anh Sơn đi xe van tội quá, anh Tý cho nó cái xe này nhưng mà cho tiền là do anh Tý. Chứ mà cái thương hiệu của anh Tý là không có bán xe. Đó, nhưng mà chắc phải để quay một, anh Tý đang tính vậy nè, quay một cái tập cuối về sưu tập xe, xong rồi anh Tý sẽ bán hết mấy chiếc thường thường đi, anh Tý sẽ đem về, anh Tý còn thiếu McLaren với lại Rolls Royce với lại Bugatti. Đó, anh Tý sẽ đem ba thương hiệu đó về dưới anh Tý. Gì Kisunet gì nữa đó. Cosinet gì nữa đó. Chứ đó cỡ 3-4 triệu gì đó. Chứ 3-4 triệu á, ờ, anh thì anh Tý cũng đang mua vé số. Vé số Mỹ nó không trúng thì nó trúng lần cả đâu mấy trăm triệu á, thì lúc đó là fan muốn xe gì là anh Tý mua hết. Nhưng mà hopefully mà anh Tý mà trúng vé số một cái là 50% từ thiện Việt Nam liền luôn. Mà nhưng mà không đòi là mua vé số luôn, đau thiệt. Không mua vé số cái là trúng. Em cũng vậy, không giờ em tin mấy đó. Thà để tiền để mua bia uống sướng hơn. Nghĩ sao xác sức mà có không sao trúng nổi. Không dám gì, mấy nó nói là mình bị sét đánh trúng 500 lần á. Là mình mới trúng được, giống như là bị sét đánh 500 lần là giống như mình trúng số á. 500 lần bị sét đánh. Thì cái xác sức chết đánh lần chết mẹ. Ồ, đánh lần, nhưng mà cái này là xét đánh mình mà 500 lần á. Đó, cho nên mấy bạn mà có chơi số đề hay là giấy số hay cờ bạc vậy bạn bỏ đi, thì làm tập trung làm ăn đi, có nhiêu tiền cúng vô mấy cái đó đâu có gì tốt đâu. Rồi, tới nhà anh Tý rồi nha bạn ơi. Đây, clip 100 thì chỉ có vậy thôi. Thì mình với anh Tý review xe mà không thành công cho lắm. Nhưng mà thành công cái mình lấy được chiếc xe của mình về cũng được. Rồi, có gì nói với fan không? Nói fan như đừng ghét Sơn Phan nữa, tội Sơn Phan này nọ vô. Thôi, ai ghét Sơn Phan thì cứ ghét đi làm sao đó. Anh Tý thêm cho miếng đá, miếng đường nữa, ghét đủ luôn đi. Hành anh Tý quá à. Để cho fan vô chửi. Ok vậy thôi. Video 100 bây giờ anh Tý mà ráng 1.000-1.000 shop là anh Tý mua Bugatti. Đó. Đó, Bugatti với Rolls Royce với McLaren luôn. Thì bây giờ trong phạm vi 1 triệu shop là có McLaren với lại Rolls Royce rồi, rồi tới 1 triệu shop là có Bugatti. Đó. Rồi, đó lời hứa của người đàn ông TikTok. Các bạn phải nhớ nha. Ơi nói vụ tóc nữa mấy cái gì nữa. 10 hỏi là 9 hỏi giàu đó, một thằng đang chuẩn bị giàu, có thấy hỏi nào nghèo không vậy? Thôi đi. Ồ, mấy thằng tóc nhiều là nghèo đó, nói cho biết. Cứ chê mấy thằng hói. Mấy thằng hói thấy vậy dầm lắm á. À, thiệt tình. Quá xe lên Sơn Phan nó sống đẹp đẽ, sáng trưng. Sao? Sạch sẽ. Thì ta có một chiếc người ta cưng. Anh nhiều quá, anh đâu cưng. Đúng rồi, không có thời gian. Giữ chìa khóa rồi phải không? Ok. Rồi ok thôi, bye bạn nha. Rồi. Lên xe vừa bánh xe again. Rồi, đi ngủ.